Mến chào quý vị khán thính giả, bà con, cô dì, chú bác, anh, chị em đang nghe chuyện trên kênh Người Kể Chuyện Ma. Quý vị khán thính giả thân mến, trong buổi đọc truyện ngày hôm nay, thay mặt cho Đình Tùng Voice, Triển Chiêu xin gửi tới quý vị một bộ truyện mới của tác giả Kiến Lương. Quý vị nghe chuyện hãy nhớ đăng ký kênh ủng hộ cho Đình Tùng Media và hãy chia sẻ kênh đọc truyện này tới với bạn bè của mình để quý vị khán thính giả chúng ta cùng nhau nghe chuyện và ngay bây giờ mời quý vị chúng ta cùng đến với nội dung chi tiết của câu chuyện ngày hôm nay qua giọng kể của Triển Chiêu. Họ đồn rằng cây cây đâu có ma. Tôi nghe mà mỉa mai cười. Thế kỷ nào giờ còn ma với quỷ tâm không trong sạch, tự nhiên sẽ sợ vớ sợ vẩn mà thôi. Tôi đây thanh niên hào sảng, nhà ba đời đều nhìn thấy ma, đến đời tôi thì thất truyền. Điều đó chứng tỏ tôi ăn ở tốt, không đồng thời nhấn mạnh ba đời trước nhà tôi ăn ở không ra gì. Ba đời trước nhà tôi thật sự đã sống không ra gì sao? Tối nay tôi có một cuộc hẹn quan trọng, nên từ 3 giờ chiều tôi đã lo sửa soạn thật kỹ lưỡng, nào quần áo là phẳng phiêu, mái tóc bình thường rũ xuống này cũng vuốt kèo cứng đờ tôi không cận nên không đeo kính là đương nhiên nhưng vì là ngày đặc biệt này mà tôi cũng sắm ngay một quả kính không độ đeo lên để được như người ta nói là nhìn cho nó tri thức tôi đứng trước gương ngắm nghĩ mình một lượt hệt như cô gái ngày đầu tiên hẹn hò vừa lo lắng vừa hồi hộp chẳng biết style bên trên trí thức bên dưới bụi bặm của tôi có vừa lòng người ta hay không tôi đúng là ngày đầu tiên đi hẹn hò thật. Đối phương lại vừa hay là cô nàng hoa khôi của khoa mà bấy lâu tôi luôn thầm thương trộm nhớ. Tôi bỏ ngoài tai lời cảnh cáo của con bản thân rằng cô ấy chỉ đang trêu đùa tôi thôi. Chứ con trai xếp hàng đợi cô ấy chọn cả hàng dài, không lý nào lại chọn một thằng tiêu chuẩn thấp như tôi. Tôi đóng cửa phòng trọ, chẳng hiểu sao mồ hôi túa ra ướt hết cả tay. Cảm giác lạnh ngắt chạy dọc sống lưng khiến tôi dùng mình. Nhưng sau tất cả, tôi đổ vấy cho sự hồi hộp đang chiếm cứ đại não của mình. Tôi quay lưng, điện trong phòng bất ngờ vụt tắt. Cửa sổ đã khóa chốt cẩn thận từ bên trong cũng bị giật tung ra, dù ngoài trời chẳng có lấy một cọng gió. Tôi đến địa điểm hẹn gặp Thư vừa đúng 9 giờ tối, sớm hơn gần 30 phút. Tôi căng thẳng chọn một chiếc bàn trong góc lại nghĩ chỗ này như vậy có tối quá không khi không gian chỉ leo lắt một chút ánh sáng tôi sợ thư hiểu lầm tôi có ý đồ gì nên nhắm lại một chỗ ngồi ở giữa phòng sáng sủa hơn nhưng tôi còn chưa kịp hành động chỗ ngồi đó đã bị người ta chiếm mất nhìn quanh cũng chỉ còn mỗi chỗ ngồi trong góc đó nếu tôi còn kén cá trọn canh có khi còn chẳng có chỗ mà hẹn hò cho tử tế tôi gọi một cốc trà uống tạm trong lúc đợi thư không có việc gì làm tôi đưa mắt phóng ra màn đêm bàn tay phải bất xác xoa xoa vào nhau tôi hơi ớn lạnh vội trợn mắt nhìn bàn tay vừa mới đưa lên mồ hôi ở đâu ra nhiều thế không biết lúc tôi thi đại học căng thẳng hơn gấp bội cũng đâu đến nỗi tay ra nhiều mồ hôi thế này cảnh đêm với những ánh đèn lập lòe nhanh chóng thu hút sự chú ý của tôi chưa bao giờ tôi thử ngồi thư thả mà ngắm thành phố về đêm như thế này, có chút lạ lẫm, vừa có chút sợ sợ. Những ánh đèn cứ chớp tắt liên tục làm tôi hơi váng đầu. Bỗng chuông điện thoại reo, tôi mừng rỡ vì nghĩ rằng thư gọi, nhưng khi vừa nhìn thấy cái tên hiển thị trên màn hình đã thất vọng ngay. Tôi định không nghe nhưng nghĩ lại, loài chó vốn đã cắn dai còn chó này còn điên nữa tôi thì nghe nhanh để chút nữa đỡ bị làm phiền nàng tới chưa tôi vừa bắt máy giọng con gái phía đầu dây bên kia đã vang lên chưa tôi bẻ oải trả lời Thấy chưa Thật đã bảo mày rồi nàng chỉ là đang trêu đùa mày thôi mà mày đâu có tin giờ bị cho leo cây đúng là đáng đời leo cái gì mà leo bây giờ còn chưa tới giờ hẹn đâu thôi tao xin mày nhìn lại đồng hồ hộ thao cái đã qua trên rưỡi tối từ đời nào rồi câu nói của chó điên làm tôi ngỡ người vội vàng nhìn đồng hồ chó điên nói không sai đã hơn 10 giờ từ lúc nào mà thư vẫn chưa xuất hiện tay tôi buông thõng điện thoại vô thức rơi xuống sàn vẫn phát ra tiếng chu chéo của loài chó ở phía đầu dây bên kia nhưng tôi chẳng buồn nhặt điện thoại lên bởi sống lưng tôi lúc này đã lạnh toát hai con người không dám chuyển động nhìn chằm chằm về phía trước mọi mọi người đâu hết cả rồi tôi lắp bắp nói hai hàm răng va vào nhau lập cập khi trước mắt tôi lúc này chẳng có một ai rõ ràng vừa lúc nãy khách khứa còn đông đúc không lúc nào chỉ một cái chớp mắt đã ra về hết mà từng ấy con người chứ có phải là bóng ma đâu mà đứng lên ra về tôi lại không biết chỉ, chuyện này rốt cuộc là sao tôi cố định thần vội nhặt điện thoại lên giọng chó điên bất thình lình hét vào tai khiến tôi giật nảy Này, mày làm gì mà đang nói chuyện lại im lìm gọi mãi cũng không thấy trả lời vậy hả hay, hay là nàng ta đến rồi tôi bất giác nuốt nước bọt trả lời chó, chó điên ở ở ở đây tôi còn chưa nói hết câu điện đang sáng trưng đột nhiên vụt tắt khiến tôi hét ẩm lên tay đánh rơi điện thoại lần nữa lần này chiếc điện thoại vỡ choang những mảnh thủy tinh phát sáng trong bóng tối như những con mắt sáng quắc dọa tôi thất kinh hồn vế tôi lựa tránh những mảnh vỡ để nhặt điện thoại nhưng vẫn bị cứa vào đầu ngón tay chỉ một vết cứa nhỏ mà tôi lại cảm thấy đau thấu tận xương tủy mắt mũi nhắm hết cả lại thậm chí mùi máu tanh nồng còn sộc thẳng vào mũi cứ như thể dưới chân tôi là cả một bể máu nhơm nhớp vậy tôi từ bỏ việc tìm lại điện thoại vì cho rằng nó đã hỏng cố điều hòa hơi thở chạy ra khỏi nơi kỳ lạ này cả người dẹo dã vì sợ nên mới chạy được hai bước tôi đã bắt đầu lảo đảo đoạn cầu thang dẫn xuống tầng một chỉ có vài bậc mà cứ như hàng chục bậc chạy mãi không đến nơi bóng đen bao trùm khiến tôi cứ chạy vài bậc lại ngã rối rụi mình mẩy đau ê ẩm tôi cất tiếng gọi chả biết gọi ai tự nhủ ai cũng được bây giờ chỉ cần có tiếng người cất lên thôi anh gì ơi tôi hét toáng lên khi một bàn tay lạnh ngắt bất ngờ chạm vào vai tôi lúc tôi đang cố đứng dậy giọng nói ma mị lọt vào tai khiến tôi chết tiếng mặt cúi gằm không dám ngẩng lên phải đến khi những tiếng xì xào xung quanh xuất hiện tôi mới từ từ bình tĩnh lại đưa mắt nhìn trước mắt tôi là bạn nhân viên phục vụ ban nãy đang nhìn tôi với vẻ lo lắng xung quanh vẫn là những vị khách mà tôi đã nhìn thấy lúc mới bước vào tất cả đều đang nhìn tôi như nhìn một kẻ điên hai mắt tôi thao láo liêu xung quanh mọi thứ vẫn như vậy chỉ có tôi lúc này là đang quỳ gối dưới sàn nhà hai tay ôm đầu hú hét điên dại mà thôi bạn nhân viên tiến tới hỏi thăm tôi lần nữa nhưng tôi nhất quyết không cho bạn ấy chạm vào vai mình thêm một lần khi định hình được mọi việc tôi mới đứng dậy ngồi lại xuống ghế tôi cũng không hỏi những người xung quanh chuyện gì đã xảy ra vì nhìn biểu hiện của họ kiểu gì cũng biết kết luận tôi bị điên nhìn thấy cốc trà đã nguội ngắt ở trên bàn tôi phải cầm lên uống ực một ngụm mà hết trơn nhưng lại phun ra ngay bởi mùi tanh lòm xuất hiện nơi cổ họng tôi cố tánh ánh mắt của mọi người bằng cách nhìn ra bên ngoài trời đêm bắt đầu đầu đau như búa bổ Tại sao lại như vậy? Lúc nãy chuyện gì đã xảy ra với tôi? Chợt nhớ tới cuộc nói chuyện với chó điên, tôi cuống cuồng mở điện thoại định gọi cho nó, nhưng đã ngay lập tức dừng lại, mắt mở to hết cỡ nhìn con số 9 giờ lù lù trên màn hình điện thoại, vẻ như thời gian không hề chuyển đậm kể từ lúc tôi bước vào đây. Lại chuyện gì nữa đây? Đầu tôi bắt đầu bốc hỏa trong khi thân dưới lạnh toát, ngỡ chức năng đồng hồ của điện thoại hỏng nên tôi nhanh chóng vượt qua nỗi sợ bấm gọi cho chó điên những tiếng chuồng cứ trôi qua đều đều mà không có người bắt máy khiến cho tôi lo lắng mãi đến khi tôi chuẩn bị tắt máy cái giọng sang sảng của con bản thân mới vang lên từ đầu dây bên kia tưởng giờ này mày phải đang hạnh phúc bên nàng rồi chứ gọi cho ta làm gì tôi chết chân không trả lời chó điên bởi tôi biết trước đó chẳng có cuộc nói chuyện nào diễn ra giữa tôi và nó cả. Tay cầm điện thoại của tôi run cầm cập, mặc cho con bản thân vẫn gào tên tôi trong điện thoại. Tôi vẫn quyết định tắt máy, đứng lên đi về. Tôi phải rời khỏi cái nơi quái quỷ này ngay lập tức. Đứng trước cửa quán cà phê, nhìn lên chỗ ngồi của tôi ban nãy mà tôi vẫn thấy dùng mình. Những cảnh tượng vừa diễn ra chẳng khác mấy diễn biến trong một bộ phim kinh dị mà tôi đã từng xem phải rồi kinh dị chỉ nghĩ đến thôi mà cổ tôi đã rụt lại vì ớn lạnh tôi định giả bước ra về xong lại nhớ tới cuộc hẹn với thư vội rút điện thoại ra gọi cho cô ấy nhưng chiếc điện thoại còn chưa kịp được rút ra khỏi túi của chiếc áo khoác ra chân tôi đã mềm nhũn khuỵu xuống miệng ú ớ không rõ lời ch 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 chó điên sự nguyên rùa kinh khủng nhất không phải là cái chết, mà chính là sống không bằng chết. Cháu Điền đã nói những lời cuối cùng đó với tôi, và... Đàn thi cả buổi tối cứ buồn chồn không yên. Mà không phải, ngay từ lúc Hải Hưng thông báo tối nay có cuộc hẹn với hoa khôi của trường, tâm trạng cô đã như ngồi trên đống lửa. Mặc dù chẳng phải người hay đơm đặt nói xấu người khác, song chẳng hiểu sao cô vẫn đọc miệng nói cô nàng hoa khôi kia chỉ đang trêu đùa thằng bạn thân. Kiểu gì Hải Hưng cũng bị thư cho leo cây mà thôi. Những tưởng Hải Hưng sẽ nhìn lại mình mà biết sợ. Nhưng không, thằng bạn thân của cô vẫn ngoe ngoẩy bỏ đi. Nói phải về sớm để chuẩn bị cho cuộc hẹn quan trọng tối nay. Đan Thi và Hải Hưng gặp nhau vào năm nhất đại học và không nhớ trở thành bạn thân từ khi nào. Chỉ biết giờ năm cuối rồi mà hai đứa vẫn dính lấy nhau như Sam. Bạn bè nhiều khi còn cố tình không hiểu, gán ghép hai đứa thành một cặp. Mỗi lúc như thế, Hải Hưng chỉ cười cho qua chuyện, chẳng buồn giải thích. Trong khi Đan Thi lại quay mặt đi, kín đáo mỉm cười. Ừ, Đan Thi thích Hải Hưng, thích ngay từ năm nhất mới gặp cậu cho đến tận bây giờ. Nhưng vì trời xuôi đất khiến cả hai phải trở thành bạn thân của nhau, nên cô chỉ có thể chôn chặt thứ tình cảm đơn phương này ở trong lòng cô đã chọn dấu kín để giữ hải hưng ở bên mình mãi mãi với tư cách bản thân còn hơn là nói ra để cả hai ngượng ngùng đường ai nấy đi cô không trách hải hưng có trách chỉ có thể trách bản thân mình đang không lại dính vào cái thứ tình yêu mà thế gian này đều nói là tiến thoái lưỡng nan tuy nhiên ngày hải hưng của cô biết thích thầm một cô gái không phải cô trái tim đàn thì như vỡ nát giờ lại phải nghe tin họ sẽ chính thức có một buổi hẹn hò rõ ràng muốn ghen lồng ghen lộn nhưng nghĩ lại cô lấy tư cách gì mà ghen một mình ở trong phòng đan thi chỉ biết nhìn đồng hồ một cách trống rỗng từng giây phút trôi qua đối với cô đều như địa ngục cứ sợ đồng hồ điểm chín rưỡi tối hai con người đó sẽ gặp nhau những ánh mắt trao nhau đầy e thẹn và sau đó không đan thi lắc đầu nguầy nguậy vì không muốn nghĩ tiếp vì những cảnh tượng tiếp theo đều hết sức đau lòng cô lăn lộn trên giường cầu trời khẩn phật cho trời long đất lở mưa to gió lớn để cô nàng thư đỏng đảnh không đến kịp buổi hẹn đàn thi biết mình xấu xa nhưng biết làm sao được khi yêu ai mà chẳng trở nên độc địa vài chút chợt ánh mắt cô dừng trên đôi giày vải màu đỏ nổi bật trên kệ giày khóe môi bất chợt mỉm cười đàn thi đứng dậy bước tới ngắm nghía đôi giày một lúc lâu tay đưa ra vuốt ve như đang cưng đựng con vật cưng của mình đây là món quà sinh nhật đầu tiên mà hải hưng đã tặng cho cô nhớ lại sinh nhật ngày hôm đó đột nhiên đàn thi có chút lạnh sống lưng chuyên gia nợ môn yêu đơn phương thẳng bản thân gần 5 năm trời nhưng đó vẫn chưa phải là tận cùng xui xẻo của đan thi năm nào cũng thế chẳng biết làm sao khi cứ đến ngày sinh nhật của cô thì trời đất lại âm u lạ thường. Năm nay còn mưa sườn sượt từ sáng đến giờ. Đàn thì đứng ngắm mưa mà thở dài ngao ngán. Trời kéo mây đen xì, bất chợt một tiếng sấm nổ vang trời làm cô giật nảy mình. Thế là toi ngày sinh nhật. Mặc dù có chút tuổi thân nhưng nghĩ cũng quen rồi nên cô chỉ cho phép mình buồn một chút thôi. Đàn thì quyết định leo lên giường, cuộn chăn đi ngủ. Đầu óc lại vô thức nghĩ về Hải Hưng tự hỏi không biết cậu ấy có nhớ hôm nay là sinh nhật của cô hay không. Một giọt nước mắt rơi ra vì tuổi thân. Không gì cũng là bản thân, sinh nhật cậu cô còn mua hẳn một chiếc bánh kem cơ mà. Chẳng nhẽ sinh nhật cô, cậu lại không nhớ. Cứ thế đàn thì nhắm mắt lại, thiếp đi từ lúc nào không biết. Đàn thì đang mơ màng, chợt cây thi tiếng gõ cửa. Cô giật mình tỉnh dậy, ngỡ mình nằm mơ, nhưng âm thanh vẫn vang lên đều đều sau cánh cửa gỗ nâu đã sờn màu ai lại đến tìm cô vào thời tiết này nhỉ đan thi tự hỏi trong lòng hiện lên một cái tên khóe môi lập tức mỉm cười nhanh chóng bước xuống giường ra mở cửa quả nhiên là hải hưng nhưng trên tay cậu lại chẳng cầm theo món đồ nào cả không những thế trang phục quần đùi áo số chân đi giày thể thao của cậu cũng chẳng hợp để đi tổ chức sinh nhật cho cô Đàn thì hơi thất vọng, cong môi hỏi. Mày đến đây làm gì? Rồi mày đi đi chạy thể dục chứ làm gì? Hải Hưng mỉm cười. Chạy thể dục? Vào thời tiết này ư? Đàn thì đang định cười cái độ khác người của thằng bạn thân, bỗng ngơ người, mắt, mở to, nhìn trước mắt. Mưa đã tạnh, bầu trời trong xanh đang dần ló dạng hoàn chỉnh sau những đám mây đen kịt dù sao cũng không có việc gì để làm. Đan Thi và Hải Hưng quyết định chạy bộ ở một công viên gần nơi cô trọ. Mới chạy được một vòng rưỡi, Đan Thi đã chống gối thở lấy thở đẻ, dứt khoát không thể chạy tiếp được nữa. Hải Hưng trước sự cố chấp của cô bạn cũng đành từ bỏ mục tiêu năm vòng công viên trước đó đã đặt ra. Cả hai cùng nhau đi bộ, nếu đan thi lén lút nhìn hải hưng thì ánh mắt cậu lại dừng trên những sạp hàng cũ người ta đang bày bừa ra bán cả dọc con đường chạy dành cho người chạy bộ điều này làm đan thi cũng phải chú ý tự hỏi những món đồ cũ kỹ đó làm sao lại là có thể thu hút được thằng bạn thân của cô cuối cùng hải hưng quyết định dừng lại ở một sạp hàng bán giày thể thao mắt chăm chằm nhìn đôi giày vải màu đỏ khóe môi mỉm cười Đan Thi cũng nhìn đôi giày, ngay lập tức đã cảm thấy ớn lạnh bởi màu đỏ tươi giói quá mức của đôi giày. Nó trông như là kiểu màu của máu. Thật sự Đan Thi đã nghĩ tới máu khi nhìn vào đôi giày đó. Khác với vẻ sợ hãi của Đan Thi, Hải Hưng lại thích thú cầm đôi giày lên ngắm nghía. Cuối cùng là đặt trước hai bàn chân của Đan Thi nói. Chó điên, mày thử đi. Gì? Đan Thi hơi bất ngờ. Tao thử á. À? Ừ, Hải Hưng gật đầu. Nếu vừa thì xem như là ta mua cho mày, coi như là quả sinh nhật đó. Câu nói của Hải Hưng khiến Đan Thi lặng người, nhìn cậu chăm chăm vì cảm động, nhưng khi cô nhìn đôi giày lại có chút thất vọng vì trông nó to quá. Chưa cần đi thử cũng có thể đoán là không vừa chân rồi. Mặc dù vậy Đan Thi vẫn xỏ chân vào thử, bỗng chẳng hiểu sao cô lại giật thót người khi đôi giày vừa in, thậm chí còn cảm thấy nhói nhói ở mười đầu ngón chân do dây dày xiết hơi mạnh đan thi càng ngắm nghía càng cảm thấy kỳ lạ tuy nhiên cơn đau nhói bắt đầu lan tỏa từ mười đầu ngón chân sang khắp cả hai chân như thể có ai đó đang càng ngày càng siết chặt dây dày hơn vậy mãi đến khi hải hưng hỏi cô gái trẻ đang ngồi ở trên bệ cỏ giá của đôi giày cơn đau mới dịu đi một chút đan thi cho rằng chắc là do giày mới nên mới vậy tạm quên cơn đau chuyển sang ngỡ người khi cô gái chỉ nhìn thằng bản thân của cô mỉm cười mà không thèm thanh toán cho bọn cô đi. Hải Hưng ra sức hỏi, Đan Thi quan sát cô gái một lúc, bất ngờ huých tay Hải Hưng hỏi. Này, hay là cô ấy bị câm, không nói chuyện được? Đúng là chó điên, câm thì làm sao mà cô ấy ngồi đây bán hàng được? Hải Hưng cốc lên đầu Đan Thi một cái rõ đau, cô còn chưa kịp phản ứng lại đã bắt gặp ánh mắt sắc như dao của cô gái đột nhiên nhìn thẳng vào cô như muốn ăn tươi nuốt sống nhưng khi quay lại nhìn hải hưng nụ cười tươi rói lại xuất hiện trên môi hải hưng định tiếp tục hỏi xong cô gái lại bất ngờ lấy ngón tay viết vài chữ ngoạch ngoạc xuống đất tặng cậu ồ không được đâu hải hưng đọc dòng chữ dãy nảy lên sao có thể như thế được sau đó Hải Hưng rút trong túi quần thể thao ra tờ 100 ngàn, rũi vào tay cô gái, xong xuôi cậu quay người chạy tiếp về phía trước, không quên ra hiệu cho Đan Thi chạy theo. Đan Thi nhìn thằng bạn, giờ lại nhìn cô gái lạ đang nhìn cô bằng ánh mắt đầy quỷ dị, vô thức dùng mình, xách đôi giày đỏ chạy biến. Đang chạy, Hải Hưng bỗng dưng khựng người, đôi mắt hơi nheo lại, nói rất nhỏ nhưng vẫn đủ để Đan Thi nghe thấy. Này, chó điên, lúc y Lúc nãy làm sao? À, không có gì đâu. Hải Hưng nghĩ mãi vẫn không sao giải thích được điều mình sắp nói, nên cuối cùng chọn im lặng, quyết định quên đi cảm giác lạnh toát khi vô tình chạm vào tay cô gái lúc đưa tiền. Cả hai chạy đúng một vòng nữa bèn quay lại chỗ cũ, xong cô gái trẻ bán giày đã biến mất, mà thay vào đó là một người phụ nữ tầm tuổi trung niên chẳng hiểu sao trong lòng đan thi chợt dấy lên một cảm giác bất an bèn đi lại hỏi cô ơi cháu gái cô đi đâu rồi ạ à? đan thi đoán cô gái trẻ chắc tầm tuổi cháu gái của người phụ nữ này lúc nãy bạn cháu có mua đôi giày đỏ có trả tiền rồi không biết là bạn ấy đã đưa lại cho cô chưa cháu gái nào người phụ nữ nhìn lại hai bạn trẻ với vẻ ngạc nhiên Tuổi bán hàng ở đây, chỉ có mình tôi thôi mà. Thì là một bạn nữ rất xinh, bạn ấy còn bán cho chúng cháu một đôi giày vải màu đỏ này nữa mà. Đàn thì giờ đôi giày ra, càng nói người phụ nữ càng tỏ ra kinh ngạc, thậm chí ánh mắt còn có phần sợ rệt lùi về phía sau. Nhìn biểu hiện của người phụ nữ, hải hưng bèn kéo tay chó điên bỏ đi. Lúc này người phụ nữ vẫn đứng nhìn theo hai người trẻ, bỗng nhớ ra điều gì đó, hai mắt trong phút chốc đã trợn trừng cô gái trẻ đôi giày đỏ chẳng nhẽ là sau những giây phút ớn lạnh khi nhớ về món quà sinh nhật mà hải hưng tặng lúc này đan thi lại đang ngắm đôi giày chầm chằm cô nhìn đồng hồ vừa đúng giờ hẹn của thằng bạn thân và cô nàng hoa khôi một ý nghĩ chợt xẹt ngang tâm trí đan thi xỏ chân vào đôi giày đỏ đi vội vàng rồi lao ra khỏi cửa hai chân tôi mềm nhũn chẳng mấy chốc đã khuỵu xuống hai mắt trợn trừng nhìn phía trước miệng chỉ ú ớ được hai từ chó điên cảnh tượng trước mắt khiến tôi kinh hãi bên tai văng vẳng câu nói cuối cùng của chó điên đợt nó về quê nhà tôi chơi sự nguyên rủa kinh khủng nhất không phải là cái chết mà là sống không bằng chết trên chuyến xe khách về quê nhà tôi trong khi tôi đã nhắm nghiền mắt nghỉ ngơi đàn thì vẫn còn chúi mũi và đọc sách. Cô ấy đọc một cách say sưa đến nỗi hai con người như bị hút vào trong đó, nhảy múa trên những con chữ. Cuốn sách có bìa màu đen, thêm vài đường đỏ lòm được vẽ nguệch ngoạc. Vừa nhìn tôi đã sờn ra gà. Đấy là còn chưa nói đến cái tên cổng địa ngục to đùng ngay chính giữa trung tâm. Bên trên một cánh cổng đổ nát, những làn khói trắng mỏng tang càng khiến không khí thêm phần âm u quỷ dị. Sự nguyên rủa kinh khủng nhất không phải là cái chết, mà là chính là sống không bằng chết. Một giọng nói bất ngờ vang lên khiến đan thi giật nảy mình, tay vô thức đưa lên ngực kiểm tra. Toàn thân cô lạnh toát, khi đó chính là những dòng trong cuốn cổng địa ngục mà cô vừa đọc tới. Đàn thì nhìn sang phải, một lần nữa, bị đôi mắt đang mở to trừng trừng, nhìn của tôi dòa cho thất kinh hồn phía. M Mày làm cái gì mà như ma vậy? Đàn thi nói bằng giọng trách móc vẫn chưa hết sợ. Mày mới như ma đó. Tôi cãi lại, tay với lấy cuốn chuyện trong tay đàn thi. Đọc ít chuyện thôi, không nửa đêm lại gọi làm phiền tao vì sợ không ngủ được. Đàn thi bị nói trúng tim đen, không cãi được gì. Trước nay vẫn vậy. Cô có thói quen đọc truyện ma trước khi đi ngủ, nhưng đọc xong lại sợ không dám ngủ, thế là liền gọi cho tôi bắt thức cùng. Sợ tôi cào nhào tiếp, đàn thi đành gấp quyển chuyện lại không đọc nữa, tuy nhiên giữa chừng cô lại nhớ ra gì đó bèn hỏi. Mà, mà, sao mày biết? Biết cái gì? Cậu nói trong cổng địa ngục. Đàn thi mở cuốn chuyện đang định gấp lại, chỉ vào một đoạn cho tôi xem. Lúc nãy, mày đọc đúng y trang như này mà, tôi nhìn vào đoạn chuyện mà đan thi đưa cho thật sự cũng có chút sợ người nhưng nhìn nét mặt đang căng cứng vì sợ hãi của cậu ấy tôi thật sự không thể nói rằng lúc nãy trong lúc chợp mắt một giọng nói nào đó đã thì thầm vào tai tôi những lời quỷ dị đó tôi không biết chủ nhân của giọng nói đó chỉ ngờ ngợ nó rất quen thuộc đến nỗi tôi đã cho rằng nó thuộc về chính tôi vì nhà tôi neo phòng nên tôi để chó điên ngủ cùng phòng với mẹ tôi cậu ấy cũng rất vui vẻ nói đêm nay kiểu gì cũng hỏi mẹ tôi thêm những tật xấu khác của tôi nữa ấy vậy mà chưa qua nổi 9 giờ tối chó điên đã nằm lăn ra ngủ một cách ngon lành cứ như thể cả ngày hôm nay cậu ấy đã rất mệt rồi tôi thì ngược lại trằn chọc mãi vẫn chẳng thể chợp mắt cứ hễ nhắm mắt lại câu nói của chó điên lại văng vẳng bên tai khiến tôi sờn ra gà sự nguyên rủa kinh khủng nhất không phải là cái chết mà chính là sống không bằng chết. Tôi rất cuộc đã vì câu nói này mà cả đêm không ngủ nổi. Tiếng đồng hồ kêu tích tắc từng nhịp, càng khiến tôi bứt rứt trong người như có hàng vạn con kiến đang bỏ khắp cơ thể, ngứa ngáy, khó chịu. Tôi vùng khỏi giường, bước ra hành lang giữa đêm tối tịch mịch. Tôi đưa mắt nhìn vào khoảng không gian tối thui trước nhà. Cả người đờ đẫn như kẻ mất hồn, bỗng một tia sáng đằng sau cánh cổng sắt bất chợt vụt lên làm tôi giật nảy mình tôi cố rủi mắt nhìn lại xong tia sáng chỉ vụt lên chớp nhoáng rồi biến mất không dấu vết tôi thở dài nặng trĩu cảm giác như tiếc nuối cái gì đó vừa cụp mắt xuống tia sáng lại vụt lên lần này dừng lại lâu hơn đủ để khiến tôi nhìn rõ nó là thứ gì từ đâu tới cả người tôi bắt đầu run bần bật miệng há hốc, mắt trợn trừng, hai đồng tử đen láy không cử động. ấy vậy mà hai chân tôi lại như có ma xôi quỷ khiến, bước từng bước ra phía cổng. Tôi bước đến đâu, bóng trắng lập lòe càng xa tới đó. Thi thoảng tôi dừng lại, nó cũng chững lại như chờ đợi để dẫn đường cho tôi. Tôi cứ đi như kẻ chẳng còn ý thức cho đến khi đứng trước cổng làng tấm biển to cổ kính hiện rõ những đám rêu mốc mà ban ngày phải cố lắm mới đọc được chữ trên đó giờ trước mắt tôi lại trở nên sáng tỏ là thường chỉ có điều dòng chữ hiện trên đó không còn là tên làng tôi nữa mà đã biến thành cổng địa ngục tôi nhìn dòng chữ một cách ngấu nghiến chẳng để lộ chút sợ hãi nào như ban nãy tôi phóng mắt vào sâu màn đen đặc quánh ở bên trong miệng nhếch lên cười đầy quỷ dị trước khi theo bóng trắng bước vào bên trong. Bước qua cánh cổng làng địa ngục, một cảnh tượng kinh hãi xuất hiện ra trước mắt tôi. Nhưng chẳng hiểu sao tôi lại thấy chúng quen thuộc đến gai người. Một căn nhà theo lối kiến trúc từ cổ xa xưa, bao phủ xung quanh là một rừng trúc um tùm. Nhưng chờ trụi lá, những hàng cây thẳng vun vút như hàng vạn mũi tên phóng thẳng lên trên. Trên ngọn cây là những xác người bị xiên thủng bụng, nằm ngắt nghèo, máu tươi chảy ròng ròng như mưa, rội xuống những mái ngói trơn tuột của ngôi nhà. Tôi thản nhiên ngắm nhìn những xác chết như thể đáng ngắm nghĩa những mỹ cảnh trong nhân gian. Chẳng có chút đáng sợ nào. Tôi không biết họ là ai, vì sao lại chết trên những ngọn cây tre như thế. Tôi hồ như đã tin rằng đó là điều hiển nhiên và chẳng có gì đáng tò mò vì những điều hiển nhiên như thế tôi đang say sưa ngắm nghía những thi thể bốc mùi hôi thối cánh cửa ngôi nhà lớn bất ngờ mở ra một người đàn ông dáng người nhỏ thó thoăn thoắt bước về phía tôi lưng cúi gập đến nỗi mặt ông ta sắp dính lấy mặt đất đến nơi lão già người về rồi tôi hơi ngỡ người nhưng một cơn gió thổi qua gáy khiến tôi sực tỉnh tôi không nói gì đi theo người đàn ông vào trong nhà người đàn ông dẫn thẳng tôi đến gian nhà chính nơi có mấy người phụ nữ đang đợi sẵn người giúp tôi cởi áo khoác người bóp vai người lại quỳ xuống giúp tôi ngâm chân trong nước nóng nhưng ánh mắt tôi lại dừng lâu hơn trên gương mặt của một người phụ nữ cô ta đứng nép mình bên cây cột nhà gương mặt nhìn tôi đầy sợ hãi ngay khi tôi vừa nhếch miệng cười cô ta liền quỳ sụp xuống đất khóc lóc cầu xin tôi tha mạng Người đàn ông ban nãy lắc đầu, chạy vội vào nhà mang ra một chiếc roi da còn vấy máu đỏ ở trên. Ông ta đưa cho tôi, ra hiệu hãy trừng phạt người phụ nữ kia. Tôi nhìn người đàn ông, rồi nhìn ba người phụ nữ còn lại, gương mặt vẻ hà hê của họ khiến tôi có chút tò mò. Nhưng chẳng hiểu sao tôi vẫn cầm lấy roi da, quất từng quất thật mạnh vào thân thể yếu ớt của người phụ nữ. Người phụ nữ bất lực hứng chịu trận đòn roi của tôi đến nỗi quần áo nát bươm vết thương lớn nhỏ chẳng chịt trên cơ thể chảy máu không ngừng đánh xong tôi ngồi xuống ghế vẻ mãn nguyện người phụ nữ ban nãy rửa chân cho tôi vội đứng lên cầm bát muối trắng trên bàn đi tới chỗ người phụ nữ bị tôi đánh cô ta nhè những vết thương đang chẳng máu sát muối vào đó vẻ mặt vô cùng thỏa mãn người phụ nữ rên la vẻ đau đớn tột cùng ngất lịm đi những tưởng thế là xong người phụ nữ đứng bóp vai cho tôi lúc này mới bưng một chậu nước còn bốc khói nghi ngút thản nhiên hất thẳng vào người phụ nữ đang nằm thoi thóp dưới sàn nhà không một tiếng rên la nào xuất hiện chỉ có những tảng thịt đỏ lòm bị nước sôi nấu chín nhão nhoét rơi vãi khắp nhà chứng kiến tất cả tôi không thể nheo mày lấy một cái thậm chí còn cảm thấy vô cùng kích thích Người phụ nữ cởi áo khoác giúp tôi từ đầu chí cuối chỉ đứng im quan sát, bỗng cười phá lên như mụ điên. Tiếp đó cô ta đi tới chỗ người phụ nữ bị đánh, nhìn một lượt từ đầu đến chân một cách đầy thích thú. Đoạn cô ta dơ chân lên, dẫm vào hai con mắt đang mở trừng trừng cho đến khi hai khối cầu nhão nhét rơi ra, để lộ hai hốc mắt sâu hoắm, máu tươi chảy ra đầm đìa. Xong xuôi tất cả, Ba người đàn bà đứng dậy, cúi chào tôi một cách cung kính, toan định rời đi. Tôi chỉ lặng lẽ nhếch miệng cười, tay lăm lăm chiếc roi da còn dính máu trong tay. Lừ lừ đi đến chỗ họ, ánh mắt hằn học như muốn ăn tươi nuốt sống. Ba người phụ nữ trong phút chốc trở nên hoảng sợ, đi giật lùi ra phía cửa. Bất chợt cánh cửa khép lại khiến họ chết lặng, ra sức cào cấu lên lớp gỗ sần rồi đến nỗi bật toát cả móng tay họ bắt đầu kêu cứu một cách thảm thiết, quỳ dạp dưới chân tôi cầu xin tha mạng. Tôi chẳng để tâm, tôi nhìn lần lượt họ một cách giễu cợt, rồi vung roi lên, hạ xuống, cứ như vậy cho đến khi họ trở thành ba cây xác nằm lăn lóc dưới sàn nhà. Máu của họ bắn lên cả người tôi, nhưng tôi không thấy gớm. Ngược lại, mùi máu tanh tưởi càng khiến tôi hấp dẫn. Gã người làm đứng bên cạnh dường như chỉ chờ tôi xong việc nhanh nhẹn bước tới kéo lê từng thi thể ra bên ngoài. Những vệt máu dài loang lổ vẽ trên nền nhà sạch bóng, đẹp một cách lạ kỳ. Gã người làm đem những thi thể ra sau vườn, vứt xuống một cây hố sâu đã được đào sẵn. Bên dưới đã có rất nhiều thi thể khác, tất cả đều là phụ nữ. Có những thi thể đã bị quạ rỉa hết, chỉ còn lại những bộ xương trắng héo bị dòi bỏ bâu kín, gã vứt xác xong phủi tay đi vào trong mà không thèm lấp hố gã không lấp vì biết rằng sẽ còn phải chôn thêm nhiều xác phụ nữ nữa chính vì vậy gã đã đích thân đà một cái hố to biến nó thành ngôi mộ tập thể của những người đàn bà xấu xấu về phần tôi việc giết người khiến tôi sảng khoái song cũng làm tôi tiêu tốn không ít sức lực tôi mệt nhoài nằm ra sàn nhà ngay trên những vũng máu tươi mà gã người làm còn chưa kịp dọn Mắt tôi nhắm nghiền, nhìn lên trên trần nhà, nhếch miệng cười thỏa mãn. Chợt bóng trắng ban đầu chợt vút qua khiến tôi giật mình. Ngồi nhổm dậy, lần này nó không biến mất mà đu đưa trên thanh chắn mái nhà. Gương mặt trắng bệch với hai hốc mắt sâu hấm đang chảy máu ròng ròng, nhìn tôi đầy đau đớn. Mái tóc đen dài rũ xuống, chạm cả vào mặt tôi đang dần dần nổi gân xanh tên giết người, Tình giết người. Từ miệng của nó phát ra những âm thanh quỷ dị khiến tôi nổi ra gà. Tôi cố nhìn chằm chằm vào nó để đoán xem nó là ai, nhưng không thể. Những người đàn bà đã chết dưới tay tôi không đếm xuể và bây giờ họ đều đang có mặt tại đây, ở ngay chính nơi họ bỏ mạng. Trên mái nhà, những vong hồn xuất hiện nhiều hơn, bay lượn trên mái nhà nửa muốn bay cao thêm nửa lại muốn xả xuống chỗ tôi chúng khóc lóc ỉ ôi rồi lại cười khanh khách khiến tôi run bần bật hai con người bất động không tài nào cử động những dòng máu đỏ tươi thi nhau đổ xuống chẳng mấy chốc đã nhấn chìm cơ thể tôi trong biển máu cơ thể tôi được đưa lên cao ngay sát chỗ những vong hồn từng người từng người thi nhau cấu xé cơ thể tôi toàn thân tôi đau đớn run sợ và hoang mang Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra, cảm giác sợ hãi nhanh chóng bủa vây. Còn trong đầu lại chỉ vang lên câu nói của chó điên. Đúng lúc hơi thở của tôi dường như bị những vong hồn rút cạn, cánh cửa nhà bỗng nhiên mở ra, một vùng sáng chiếu vào khiến tôi bừng tỉnh. Tôi nhìn xuống, miệng nở một nụ cười khi nhìn thấy một gương mặt thân thuộc. Chó điên. Tôi gọi tên cậu ấy bàn tay chìa ra nắm lấy bàn tay chó điên đang đưa lên. Bằng một sức mạnh nào đó, chó điên cứu thoát tôi khỏi sự trả thù của những vong hồn. Cậu ấy kéo tôi chạy đi, cứ chạy mãi cho đến khi cả hai đứa đã đứng trước cánh cổng làng lần nữa. Nhưng cổng địa ngục đã biến mất, thay vào đó là tên gọi của làng tôi. Tôi đổ mồ hôi đầm đìa, nhìn ngó ngang chẳng hiểu chuyện gì đã xảy ra. Tôi hoảng hốt nhìn lại cơ thể mình, chẳng có vết thương nào cả. Ánh mắt kinh hãi cuối cùng nhìn sâu vào bên trong cổng địa ngục, nhưng tất cả đã biến mất, chẳng để lại dấu vết gì. Còn đang hoang mang tột độ, câu nói của chó điên đã giúp kéo tôi trở về với thực tại. Mày đi đâu mà nửa đêm nửa hôm như vậy? Làm tao lo quá trời. Chó điên vừa thở vừa hỏi tôi, tôi không biết nên trả lời cậu ấy thế nào, bèn hỏi lại. Sao mày lại đi theo tao tới đây? mà lúc nãy mày có thấy cái gì không? Sao chẳng cái gì? Nửa đêm dậy đi vệ sinh, thế mày tự nhiên mở cổng đi ra ngoài đi tao đi theo. Già đến đầy thì thấy mày ngã nằm dưới ruộng, nên tao kéo mày lên. Dừng lại vài nhịp, chó điên hỏi tiếp. Mà mày bảo tao thấy là thấy cái gì cơ? Lúc này tôi mới nhìn lại cơ thể mình, quả nhiên toàn là bùn đất. Tôi thở vào, nắm lấy tay chó điên kéo đi. Thôi không có gì đâu, chúng ta về thôi chúng tôi mới đi được vài bước tôi liền bớt xác ngoảnh đầu lại hai mắt rùn rùn sợ hãi tôi nhắm mắt quay đầu đi để lại phía sau lưng những xác người trên những ngọn tre thẳng tắp những tiếng kêu ai oán không ngừng sẽ toạc ruột gan tôi sau cái đêm ở cổng địa ngục trở về tôi lên cơn sốt nằm ly bì ba ngày mới khỏi người tôi gầy rộc cả đi khiến mẹ và chó điên lo lắng Mẹ bưng bát cháo vào phòng tôi Tay đỡ tôi dậy Miệng hỏi Han Con sẽ ăn chút cháo để cho nó khỏe Tôi nhìn bát cháo trên tay mẹ Một màu đỏ au khiến tôi dùng mình sợ hãi Nép người vào một góc Thấy phản ứng của tôi Mẹ cũng đâm sợ Hưng Con làm sao thế hả Có chuyện gì vậy con Con đừng làm mẹ sợ nhé Nghe tiếng mẹ tôi Chó điên cũng từ bên ngoài chạy vào Gương mặt không giấu được sự lo lắng Chó điên bất ngờ nắm lấy tay tôi, cảm giác ấm nóng nhanh chóng len lỏi vào từng ngóc ngách của cơ thể. Như cái cách cậu ấy đã kéo tôi ra khỏi cổng địa ngục mấy hôm trước vậy. Tôi dần bình tĩnh lại, nhìn hai người phụ nữ đang lo lắng cho mình. Một cảm giác tội lỗi chợt nhàn nhóm. Nhất là đối với chó điên. Chính tôi đã rủ dê cậu ấy về quê mình chơi với lời hứa sẽ đưa cậu ấy đi thăm thú nhiều nơi Vậy mà cuối cùng tôi lại khiến cậu ấy bẹp dí trong căn nhà này với mớ sợ hãi vô hình đang giày vò tôi. Thấy tôi đã ổn định, chó điên mới buông tay tôi ra, cầm lấy bát cháo trong tay mẹ tôi, nhẹ nhàng bón cho tôi từng thìa. Mẹ tôi nhìn thấy cảnh đó chợt yên tâm đi ra ngoài. Bỗng bà đứng khựng lại, gương mặt trở nên tái mét, hai mắt hằn những tia máu đỏ từ từ quay lại nhìn tôi. Con vừa nói gì? Còn nó thì... Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt đang run rẩy của mẹ Có phải tổ tiên nhà chúng ta Đã giết rất nhiều người phải không Không chỉ riêng mẹ tôi Mà cả chó điên cũng bị sốc Bởi câu hỏi bất ngờ đó Bát cháo trên tay cậu Rơi xuống sàn nhà vỡ choang Cháo nóng bắn cả lên đôi bàn chân Đang cố gắng cắm chặt vào nền gạch của mẹ tôi Hỏi vớ vẩn gì vậy thưa này Chó điên sửng sốt từ cái đêm hôm đó thế giờ mày cứ bị làm sao ấy? Rốt cuộc là có chuyện gì? Đêm hôm ấy, mẹ tôi quay ngoắt nhìn chó điên hỏi. Đêm hôm ấy là sao? Cho nó rõ cho bác xem nào. Th thì là chính tay con đã giết chết họ. Câu nói của tôi cắt ngang câu trả lời của chó điên, còn mẹ tôi thì chính thức khuỵu xuống nền nhà hai đầu gối bà dằm trên mảnh sành vỡ chảy máu nhưng bà không quan tâm lết đến bên tôi và ôm tôi vào lòng không không phải đó không phải là sự thật cũng không phải là kẻ giết người tuyệt đối không phải con mẹ vừa nói vừa khóc trong nỗi sợ hãi từ xa xưa tìm tới tôi muốn ôm lấy bà nhưng nhìn mẹ tôi lại nhớ tới những gương mặt mà mình đã giết tôi không tài nào chịu nổi cảm giác đó bản thân tôi cũng muốn phủ nhận lời mình nói nhưng như có ai đó đang bóp chặt cổ họng tôi ngăn tôi nói ra những suy nghĩ dối trá đó suốt cả ngày hôm đó hai mẹ con tôi không nói với nhau lời nào sự ngột ngạt bao trùm lên mâm cơm khiến mọi người ngoài như chó điên cũng cảm thấy khó xử tôi thật sự rất muốn tìm lời giải cho những điều kinh khủng mà bản thân đã trải qua ở cổng địa ngục nhưng tôi cũng lo lắng nỗi sợ hãi sẽ lây lan từ tôi sang mẹ và chó điên và cũng bởi vì tôi không biết chắc mẹ biết được bao nhiêu trong câu chuyện của tổ tiên mình điều cuối cùng là khi biết được sự thật rồi tôi sẽ tin hay không nhưng cảm giác không biết gì khiến tôi rất khó chịu dù đã rất cố gắng nhưng ánh mắt tôi vẫn thi thoảng tìm đến căn phòng mà từ nhỏ mẹ vẫn luôn cấm tôi bước vào. Tôi tin chắc mình có thể tìm được lời giải trong căn phòng đó, nhưng chính tôi cũng đang sợ hãi cách sự thật mà bản thân đang đi tìm. Tôi bị dày vò bởi nỗi sợ và sự tò mò đến nỗi không ngủ được. Chó điên vì sợ tôi lại như cái đêm hôm nọ nên nhất quyết ở lại canh chừng tôi. Mặc tôi nói cách mấy cũng không được. Đúng lúc tôi vừa tắt đèn thì cửa phòng đột nhiên mở bật ra làm cả tôi và chó điên đều dập nảy mình mãi khi nhìn thấy gương mặt của mẹ lập lòe sau thư ánh sáng vàng vọt của chiếc đèn pin chúng tôi mới thở phào nhẹ nhõm đi theo mẹ mẹ tôi để lại một câu nói rồi lạnh lùng bước ra bên ngoài tôi nhanh nhẹn rời khỏi giường mặc cho chó điên vẫn đang ngơ ngác hỏi cả ta cũng đi sao mẹ dẫn tôi và chó điên đi dọc dãy hành lang tối thui vì đèn sân mới hỏng nhưng tôi vẫn cảm nhận được sự quen thuộc hiện hữu đoạn đường này tôi đã đi rất nhiều lần nhưng chẳng lần nào đến được đích bởi đích đến của nó chính là căn phòng bí mật mà mẹ tôi luôn không muốn cho tôi đặt chân vào mẹ thật sự sẽ dẫn chúng tôi vào căn phòng đó thật sao tôi tự hào bước chân càng lúc càng nhanh hơn mẹ cha chìa khóa vào ổ một tiếng kẹt quyện vào tiếng thở dài của mẹ rồi chìm nghỉm trong hơi lạnh của đêm đen có lẽ mẹ đã phải đắn đo rất nhiều trước khi quyết định mở ra cánh cửa này mẹ để tôi bước vào trước tiếp theo là chó điên cuối cùng là mẹ cánh cửa sau đó đóng cái rầm khiến cả tôi giật mình nhìn chó điên gương mặt cũng đã tai mét từ lúc nào căn phòng này giống một từ đường mà tôi vẫn thường thấy trong mấy bộ phim kiếm hiệp trung quốc vẫn xem trên tivi rất nhiều bài vị được đặt trên đó với những cái tên xa lạ mà tôi chẳng thể biết họ là ai trước mỗi bài vị đều đặt một bát hương lúc nào cũng nghi ngút khói đến nỗi cả căn phòng đều ngập trong những làn khói trắng vô cùng ngột ngạt tôi lại chú ý hơn đến những bức tường xung quanh trên đó là những hình ảnh vô cùng kỳ dị Tôi khẽ chạm tay vào tường, mân mê từng dấu hoa văn kỳ quái. Những ngón tay lạnh toát đang run rẩy, nhưng chẳng hiểu sao tôi vẫn không thể dừng lại. Bỗng hai mắt tôi trợn trừng, nhìn chăm chăm vào một hình vẽ. Nó sống động đến nỗi tôi có thể sờ vào lớp xa bóng bẩy hay ngửi thấy mùi máu tanh tưởi đang toát ra từ nó. Phải, đó chính là chiếc roi da mà tôi đã dùng để giết chết những người phụ nữ vào cái đêm ở cổng địa ngục nỗi sợ hãi nhanh chóng trườn đến bóp nghẹt lấy tôi đến lúc không chịu đựng được nữa tôi liền ngã khuỵu xuống nền gạch lạnh toát hai tay ôm lấy cổ như đang cố gỡ một bàn tay đen đúa gớm ghiếc nào đó đang cố giết chết chính mình vậy cháu điên thấy vậy liền chạy tới cầm hai vai tôi lay lấy lay đẻ tỉnh lại tỉnh lại đi tôi nghe được tiếng gọi của cậu ấy gọi về ở nơi ranh giới của sự sống và cái chết tôi quay ngoắt nhìn mẹ chỉ thấy bà vẫn đứng chân chân một chỗ ánh mắt tràn đầy phẫn nộ nhìn vào những tấm bài vị đang được thờ phụng một cách đường hoàng chắc con cũng biết bố con ngày trước là một thầy bói có tiếng không chỉ ở trong làng mà cả nước ai cũng biết tới bố con đó là lý do nhà ta luôn có những người khách lạ ghé thăm họ đến để nhờ bố con kết nối với những người đã khuất. Năng lực này giúp nhà ta kiếm được không ít tiền, nhưng mà cũng đồng thời khiến bố con phải trả giá bằng chính mạng sống của mình ở cái tuổi còn rất trẻ. Nói đến đây, mẹ đột nhiên bật khóc. Điều mẹ nói đương nhiên tôi biết. Tôi biết nhà tôi ba đời đều nhìn thấy ma, đến đời tôi thì tất truyền. Nhưng tôi cũng biết đó không phải là tất cả của câu chuyện mẹ khóc một hồi sau đó dừng khóc ánh mắt nhìn tôi và chó điên bỗng trở nên sắc lạnh vô cùng quả nhiên không chỉ ba đời nhà tôi mà tổ tiên từ xa xưa nhà tôi đã có khả năng này trong vùng không ai không biết đến phan gia nhà chúng tôi mỗi khi nói chuyện về họ phan mọi người đều tự động hạ giọng biểu hiện sự tôn kính tuyệt đối nhưng đó chỉ là vẻ bề ngoài không ai biết được để duy trì năng lực này để phan gia từng qua thế hệ mãi mãi được người đời tôn kính tổ tiên của tôi đã phải dùng máu của rất nhiều phụ nữ để làm vật trao đổi với quỷ dữ với điều kiện hắn sẽ giúp phan gia duy trì năng lực đời đời sống trong sự kính nể của mọi người cứ thế ban ngày tổ tiên của tôi trở thành sứ giả kết nối hai cõi âm dương giúp người trần thông tỏ mọi điềm báo nhưng ban đêm lại âm thầm dùng roi da giết người quỷ dữ tin rằng máu của người phụ nữ luôn mạnh mẽ hơn đàn ông rất nhiều. Và đó là điều kiện duy nhất hắn dùng để lập nên khế ước máu. Khế ước máu ra đời, tồn tại và được lưu truyền từ đời này qua đời khác trong gia tộc họ Phan. Nói cách khác, tổ tiên của tôi từ lâu đã bán mình cho quỷ dữ, trở thành những tên đao phổ giết phụ nữ không gớm tay, để chỉ duy trì sức mạnh của gia tộc. Tuy nhiên, tổ tiên của tôi đã không biết rằng quả báo nhãn tiền luôn luôn tồn tại gieo nhân nào sẽ gặt quả đấy kẻ làm điều ác cuối cùng cũng sẽ bị trừng phạt và sự trừng phạt mà tổ tiên của tôi phải gánh chịu chính là sự trỗi dậy đầy mạnh mẽ của những vong nữ đã chết dưới chiếc roi da của họ họ đã sai lầm khi đánh giá thấp những vong hồn đó cùng với nỗi oán hận thấu tận địa đàng những vong hồn này đã tập hợp lại và gieo xuống gia tộc chúng tôi một lời nguyền độc địa. Nỗi sợ hãi sẽ biến thành chiếc rễ chùm bám dính lấy cơ thể người nhà họ Phan từ đời này sang đời khác. Những chiếc rễ chùm một ngày nào đó sẽ biến thành những chiếc roi da xẻ thịt, moi gan Phan ra đến tận gốc rễ. Mẹ tôi dừng câu chuyện của mình cũng là lúc tôi và chó điên không còn đứng vững. Những lời mẹ nói cứ ong ong bên tai tôi, hình ảnh chiếc roi da lại hiện lên khiến tôi thất kinh hồn vía. Chưa đợi chúng tôi hoàn hồn, mẹ đã nói tiếp. "Bố con biết rất rõ những điều này, chính vì thế, ông đã dùng chính mạng sống của mình để đổi lấy việc hủy bỏ khế ước giữa Phan gia và quỷ dữ." Đó là lý do đến đời con thì không thể nhìn thấy ma nữa. Tuy nhiên, lời nguyền của những vong nữ vẫn còn đó và những gì con đã trải qua ở cổng địa ngục chính là lời nhắc nhở rằng thư dễ chùm gấm ghế kia vẫn chưa từng biến mất và dường như chúng sẽ còn trở lại vào một ngày gần nhất. Chó Điền nghe đến đây thì không còn đứng vững nữa. Cậu ấy đã đọc rất nhiều sách nhưng chưa cuốn sách nào kinh dị và khiến người nghe sờn ra gà đến thế này. Cậu ấy nhìn tôi, ánh mắt vừa lo lắng vừa sợ hãi. Tôi còn chưa biết phải làm gì. Một giọng nói quỷ dị chợt vang lên trong không trung khiến cả tôi và chó điên đều buồn rộn tay chân. Đúng vậy, chúng ta đã trở lại. Đã bắt đầu gieo rắc lời nguyền nên thế hệ tiếp theo của quan gia. Đó là cái giá mà phan các người phải trả cho tất cả những tội ác trong quá khứ tôi nhìn quanh quất để tìm xem thứ âm thanh ấy phát ra từ đâu nhưng vô ích những hình vẽ trên tường bất chợt chuyển động điên cuồng cùng ghép lại tạo thành một chiếc rễ chùm lớn đang chìa những chiếc rễ li ti ra tứ phía trong nháy mắt trói chặt hai tay hai chân tôi vào tường hải hưng chó điên chợt gọi tên tôi thật lớn định lao tới gỡ những chiếc rễ cây ra nhưng vô ích cậu ấy càng chạm vào dùng sức những chiếc rễ càng siết mạnh đến nỗi hai cổ tay cổ chân tôi đã bắt đầu chảy máu ràn rụa tôi cũng cố ngọ nguậy nhưng đáp lại mọi nỗ lực thoát thân của tôi chỉ là những tiếng cười khành khạch những ngọn đèn vàng tắt lịm càng làm hiện lên những làn khói trắng khắp căn phòng đột nhiên hai mi mắt tôi như bị ai đó kéo về hai phía bắt nhìn thẳng từ trong những làn khói trắng xóa mẹ tôi bước tới hai mắt đỏ ngầu nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống trên tay bà là chiếc roi da máu vẫn chảy ròng ròng bà tiến về phía tôi cười khành khạch để lộ hàm răng đen thui gớm ghiếc từ hai con mắt hai dòng huyết lệ chảy xuống trôi cả vào miệng nhưng bà vẫn nuốt một cách ngon lành mẹ tôi vung roi lên nhắm tôi mà giáng xuống cùng cơn phẫn nộ của những vong hồn nhưng chẳng hiểu sao tôi lại chẳng thấy đau đớn gì cả chỉ thấy mặt mình lạnh buốt nhơm nhớp bởi thứ chất lỏng màu đỏ vừa bị bắn lên tôi mở mắt ra sững sờ nhìn vào cảnh tượng trước mặt chó điên đứng chắn trước tôi hứng chịu hoàn toàn cơn đau từ chiếc roi mang lên một vết chéo dài xuất hiện trên mặt chia đôi gương mặt đang cứng đờ vì sợ hãi thành hai mắt. Tôi đau đớn, hét tên chó điên, nhưng cậu ấy đã khuỵu xuống ngay dưới chân tôi. Nhưng đôi mắt vẫn chợn trừng, nhìn tôi đầy bất lực. Chiếc roi trên tay mẹ lại vung lên và giáng xuống một lần nữa. Sau lần này tôi không còn nhắm mắt lại, mắt tôi mở to để đón nhận tất cả. Nhưng khi khoảng cách từ chiếc roi ra đến mặt tôi chỉ còn không đầy một đốt ngón tay. Một bát hương ở chính giữa bàn thờ bất ngờ bốc cháy nghi ngút. Những tiếng hét hoảng loạn vang lên khắp nơi trong căn phòng bí mật. Tôi trợn mắt nhìn ngọn lửa sắp thiêu rụi cả căn phòng. Nhưng không, nó chỉ cháy hết chiếc roi da trong tay mẹ tôi thì ngừng lại. Mẹ tôi ngất ngay bên cạnh chó điên. Những chiếc rễ cây trói chặt tay chân tôi cũng đã bị chặt đứt cô mình lại đầy đau đớn máu chảy dòng dòng không thể ngưng tôi nhanh chóng đưa mẹ và chó điên ra khỏi căn phòng khoảnh khắc cánh cửa phòng đóng lại những âm thanh ai oán cũng im bặt sáng hôm sau ngay sau khi tỉnh lại mẹ tôi đã nhất quyết đuổi tôi và chó điên về lại thành phố mặc cho tôi có cầu xin bà đi cùng chúng tôi bao nhiêu mẹ tôi nói tôi không cần lo lắng cho mẹ bởi mẹ không mang họ phan. Nếu tôi không ở đây, những vong nữ kia cũng sẽ không thực hiện lời nguyền lên người mẹ. Tôi rời đi với sự yên tâm ít ỏi mà không biết được rằng chiếc rễ chùm trong căn phòng bí mật vẫn đang lớn dần lên. Và lời nguyền sẽ không bao giờ kết thúc nếu tôi chọn cách trốn chạy. Nhưng kỳ thực, tôi không biết phải hóa giải lời nguyền đó như thế nào đâu là nơi khởi phát cho những oán hận ngàn năm đó. Tôi phải tìm ra nếu muốn cứu phàn già và chính bản thân mình. Tôi và chó điên trở lại thành phố với những nỗi sợ hãi luôn âm ỉ trong lòng. Mặc dù chẳng đứa nào nói ra, chúng tôi lao vào học hành, công việc, rồi làm thêm. Nhưng cứ đêm về, những giấc mơ kinh hoàng lại tìm đến như một lời nhắc nhở về mối nguy vẫn chưa bao giờ chấm dứt. Điều tôi thấy lạ là không chỉ tôi và cả chó điên cũng gặp phải ác mộng. Dẫu cậu ấy chẳng có chút liên quan gì đến phan gia chúng tôi cả. Bẵng đi một thời gian, chẳng hiểu sao những giấc mơ quỷ dị không còn xuất hiện nữa. Cuộc sống vồn vã nơi phố thị cũng cuốn chúng tôi đi, khiến chúng tôi trong một phút giây nào đó đã tin rằng mọi đau đớn đã dừng lại và bằng cách nào đó lời nguyền có thể đã chấm dứt như cái cách tôi được cứu trong căn phòng bí mật vậy bát hương đó chính là bát hương của bố tôi và tôi đã hy vọng rằng chính bố đã một lần nữa chấm dứt tất cả giai đoạn này tôi bắt đầu để ý đến thanh hoa khôi trưởng tôi và không mấy khó khăn chúng tôi đã có buổi hẹn hò đầu tiên Tôi bồn chồn đến nỗi đã đến quán cà phê trước vài tiếng. Nhưng thật kỳ lạ, thời gian cứ trôi qua mà Thanh vẫn chưa hề xuất hiện. Trong quán cà phê bắt đầu những chuyện kỳ lạ khiến tôi sợ hãi. Tôi run rẩy rời khỏi đó, nhưng chỉ vừa ra đến cửa, cả người tôi chết tiếng. Toàn thân buồn rồn không sao cử động được. Trước mắt tôi là Thanh, mà không phải Thanh, mà là một thứ quỷ quái nào đó mang gương mặt của thanh thứ đó cười với tôi một nụ cười quỷ dị khiến tôi nổi ra gà thứ đó tiến về phía tôi mang theo đằng sau là những chiếc rễ cây sần sùi đang là là trườn trên mặt đường nhựa tôi á khẩu trong khoảnh khắc đó thanh đã đứng trước mặt tôi hai hàm răng nghiến vào nhau ken két xin chào chúng ta lại gặp nhau rồi cậu vẫn chưa quên chúng tôi chứ tôi còn chưa mở miệng nổi những chiếc rễ cây từ đằng sau đã vươn về phía trước quấn chặt lấy cơ thể tôi chỉ trừ ra hai cổ tay đang chảy máu gương mặt tôi tím tái vì ngạt thở toàn thân cứng đơ không sao cử động được mắt tôi tràn lệ chỉ kịp mấp máy môi xin xin lỗi một chàng cười khanh khách vang lên hai đôi mắt của thành bắt đầu hằn lên những tia máu đỏ nhìn tôi chằm chằm nhưng tôi không còn nhìn thấy nỗi phẫn uất trong đôi mắt quỷ dữ ấy nữa không cảnh trước mắt tôi dần thu hẹp tối đen hải hưng một giọng nói quen thuộc bất ngờ vang lên tôi choàng mở mắt nhìn ra xa thì chó điên đang chạy tới cậu ấy đi đôi giày vải màu đỏ mà tôi đã tặng hôm sinh nhật không biết cậu ấy có nhìn thấy những thứ kinh khủng mà tôi đang nhìn thấy hay không nhưng không một chút sợ hãi cậu ấy chạy tới ôm chầm lấy tôi mặc những chiếc rễ cũng đã bắt đầu ngấu nghiến cơ thể của cậu ấy cảm giác đau đớn tột cùng những chiếc rễ cây cũng đã rạch nát hai cổ tay chó điên nhưng cậu ấy vẫn ôm chặt lấy tôi miệng cố nở một nụ cười như nói với tôi rằng không sao cả cô ta ở đây rồi trong khoảnh khắc đó nước mắt tôi trào ra, hai hàm răng siết chặt vào nhau. Tôi nhìn chó điên đầy đau đớn. Miệng phát ra một tiếng hét thấu trời. Không! Tiếng hét vừa dứt, chiếc dễ chùm biến mất khi còn mình thanh nằm sóng xoài trên đất ngất lịm. Nhưng trước mắt tôi bây giờ chỉ có chó điên. Tính ra tôi được sống tới bây giờ đều là nhờ cậu ấy. Không giữ một lần khi tôi rơi vào nguy hiểm, cậu ấy đã xuất hiện kịp lúc và cứu lấy mạng quen của tôi. Cả tôi và chó điên phải nằm lại bệnh viện một ngày. Ngay sau khi được xuất viện, cả hai đứa đều thống nhất với nhau rằng không thể để những chuyện như này xảy ra lần nữa. Chúng tôi bắt buộc phải tìm cách, tìm ra cách hóa giải lời nguyền, nhưng bằng cách nào cơ chứ? Đêm mấy tôi nằm mơ, không cảnh ở cổng địa ngục lại diễn ra một lần nữa, và khi tôi tỉnh lại, những gì còn sót lại trong tâm trí chỉ còn là hình ảnh của chiếc hố chôn tập thể những người phụ nữ mà phan gia đã giết tôi dường như hiểu ra chuyện gì đó lập tức gọi cho chó điên một lần nữa chúng tôi lại khăn gói trở về quê một lần nữa điều quái lạ là mẹ tôi không hề thấy bất ngờ về việc này bà kể rằng tối qua bố tôi về báo mộng nói rằng hãy đưa cuốn sổ ghi chép ngày trước của ông cho tôi tôi cầm cuốn sổ đã sờn màu trên tay cảm giác nhảy nhụa vô hình khiến tôi buồn nôn kinh khủng tôi lật mở từng trang rõ ràng bố tôi đã ghi lại tất cả những gì liên quan đến phan gia và lời nguyền tôi đặc biệt chú ý đến câu chuyện về chiếc hố chôn tập thể mà bố tôi đã viết theo ông cách hóa giải lời nguyền chính là tìm ra chiếc hố chôn này thực hiện một nghi lễ triệu hồn những vong nữ từ xa xưa để giúp họ siêu thoát. Chỉ khi siêu thoát, oán niệm trong họ mới được chấm dứt. Giờ thì tôi đã hiểu vì sao chiếc dễ trùm trong căn phòng bí mật chưa bao giờ chết đi. Bởi những cái xác còn chưa được chôn tử tế, những vong nữ sẽ không chấp nhận để yên. Nhưng đã tử rất lâu rồi, bây giờ làm sao để tôi tìm ra vị trí của hố chôn tập thể đây? Trong cuốn sổ bố tôi cũng không đề cập đến điều này, đang mải suy nghĩ, bỗng chó điên lên tiếng gọi tôi đến trước căn phòng bí mật. Ngay lập tức, hai mắt tôi chỉ biết trận trừng đầy kinh hãi bởi cảnh tượng trước mặt. Từ khe cửa, những chiếc rễ đang vươn ra, cùng theo đó là máu lênh láng khắp nơi. Chúng tôi càng lùi lại, chúng càng tiến tới. Tôi biết trốn chạy không phải cách, chính vì vậy tôi chọn cách đứng lại, để mặc những chiếc rễ cây chuẩn bị xé toạc cơ thể mình một lần nữa nhưng kỳ lạ thay khi tôi dừng lại những chiếc rễ cây cũng dừng lại máu cũng ngừng chảy đột nhiên hai mắt tôi sáng rực tôi bảo mẹ nhanh chóng mở cửa căn phòng đó nhìn những chiếc bài vị đang được thờ phụng tôi chợt lao tới hất văng tất cả tiếp đó tôi phá bỏ từ đường bắt đầu đào bới bên dưới chán đào bằng xẻng tôi dùng tay đào đến nỗi cả hai tay tôi chảy máu đầm đìa trộn lẫn vào đất tạo thành thứ hỗn hợp vô cùng buồn nôn Chó điền không hiểu những gì tôi đang làm, nhưng vẫn đến giúp tôi và cả mẹ tôi nữa. Cả ba chúng tôi cứ đào như thế đúng tròn một tuần lễ. Cuối cùng cũng có kết quả. Những đoạn xương người trắng héo lẫn trong bùn đất và giỏi bọ lộ ra khiến chúng tôi mừng rơn. Tiếp đó chúng tôi nhặt nhạnh những mảnh xương cho vào những chiếc tiểu, không sót một miếng nào và chôn cất cẩn thận tôi cũng mướn một thầy Pháp cao tay về thực hiện nghi lễ trục hồn, cầu xin sự tha thứ từ những vong nữ từ xa xưa. Ngay sau khi nghi lễ vừa kết thúc, chiếc rễ chùm trên bờ tường đã từ từ mở đi và biến mất. Cả chiếc roi da cũng vậy, tất cả đều tan biến như chưa từng xuất hiện ở đó. Ba người chúng tôi nhìn nhau cười hạnh phúc. Sẽ có người hỏi chúng tôi rằng tại sao oán hận mấy ngàn năm chỉ một nghi lễ đã có thể giải quyết được. Có thật không lời nguyền về chiếc giết chùm đã biến mất, nỗi kinh hoàng của Phan Gia đã dừng lại. Tôi không biết nữa, chỉ biết rằng dù là con người hay hồn ma, chỉ cần ta thành tâm cầu xin sự tha thứ, mọi oán hận đều có thể hóa giải. Quý vị khán thính giả, bà con, cô dì, chú bác, anh chị em thân mến, chúng ta vừa nghe xong nội dung câu chuyện của ngày hôm nay. Quý vị nghe chuyện hãy nhớ đăng ký kênh ủng hộ cho Đình Tùng Media và hãy chia sẻ kênh đọc chuyện này tới với bạn bè của mình để quý vị khán thính giả chúng ta cùng nhau nghe chuyện. Và thời lượng của chương trình ngày hôm nay đến đây là hết. Xin kính chào quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong video lần sau.